Tại Đồng Nai, thu nội địa của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện hơn 18.800 tỷ đồng, đạt 47% dự toán pháp lệnh, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Thuế Đồng Nai, nguyên nhân kết quả thu giảm chủ yếu là do bất ổn của kinh tế chính trị thế giới, cùng với những khó khăn thách thức của thị trường bất động sản, trái phiếu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút, ảnh hưởng làm tăng trưởng kinh tế chậm lại. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, một số chính sách giảm giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân cũng đã tạo áp lực đến nguồn thu thuế trong nửa đầu năm nay. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài từ giữa cuối năm 2022 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, tác động đến nguồn thu từ nhà đất, trong đó tiền sử dụng đất chỉ đạt 41% dự toán, giảm 68% so với cùng kỳ.